xin quý vị Phật tử cùng chúng tôi niệm hồng danh Đức Phật ba lần. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, như chúng tôi đã hứa hồi sáng, nếu còn từ giờ, chúng tôi sẽ giải nghi cho quý vị về con đường tu thiền Đông Độ. Chúng tôi biết rằng khi nói đến thiền Đông Độ là chạm đến thầy chúng tôi, nhưng chúng tôi tin rằng thầy chúng tôi không phải là người tầm thường. Thầy chúng tôi luôn luôn sáng suốt và thường để tâm theo dõi chúng tôi, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trên đường tu tập, cũng như để khai thác những kinh nghiệm gì mà chúng tôi đã gặp thấy được kết quả lợi ích thiết thực và cụ thể giải thoát của đạo Phật, để lấy đó phục hồi chính hưng, làm sáng tỏ thiền tông Việt Nam. Kính thưa quý vị Phật tử, cách đây 14 năm khi chúng tôi tu hành có được kết quả, về trình lại cho thầy và có ý xin thầy cho phép chúng tôi nhập viện bỏ báo thân này, thì chúng tôi không bằng lòng và khuyên bảo chúng tôi ở lại giúp thầy chứng hưng thiền tông Việt Nam. Chúng tôi nhận lời và ở lại giúp thầy. Cho nên suốt 14 năm nay, dù gặp bao nhiêu cay đắng khổ nạn và chịu nhiều gian khổ, chúng tôi cũng chẳng sợ lòng. Dù cho giật đổi sao giờ, sông kia có thể cạn, núi kia có thể mòn, nhưng lòng dạ chúng tôi không bao giờ thay đổi. Nguyện đem đời tu hành của mình làm viên đá để thầy chúng tôi xây dựng tòa nhà Phật giáo truyền thống Việt Nam như ước vọng của mình. Chúng tôi biết rằng thầy chúng tôi không bao giờ cố chấp chịu khô cằn trong giáo điều thiền tâm độ, và cũng không bao giờ chịu tức cứng trong giáo điều thiền tức lắm. Vì thầy chúng tôi đã từng nói với chúng tôi, thầy trò hiểu nhau là hơn hết. Mặc dù thì chúng tôi có nói với quý vị, chúng tôi tu làm thiền hoài đạo, bị ngủ ám ma, và còn nói với quý vị, chúng tôi chẳng hiểu Phật pháp, hoặc nói chúng tôi tu theo kỹ thừa, tu nha bại chủng, hoặc nói chúng tôi theo từ thầy. Những lời nói này quý vị không thể hiểu được từ chúng tôi đâu. Quý vị nên nhớ, nhờ có thầy chúng tôi mà quý vị mới giúp được chúng tôi ngày nay. Một lát nữa chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thầy chúng tôi đã tận tụy hy sinh cả đời mình vì Phật pháp. Tìm thấy cái gì hay trong kinh sách, vội đem ra kêu chúng tôi về cho tu tập. Cho nên cuộc đời của thầy chúng tôi nguyện đem hết sức mình lo cho tăng ni và Phật tử quá nhiều,
luôn luôn lúc nào thì rồi chúng tôi cũng chịu cực khổ lo giảng kinh dạy đạo và còn dịch rút công sức tiền để cho quý vị không làm được tu. Bởi vậy chúng tôi tin thầy chúng tôi hơn ai hết. Thầy chúng tôi nói điều gì về chúng tôi là nhắc nhở chúng tôi tránh những điều sai lầm. Như nói chúng tôi tu là thiền ngoại đạo là nhắc chúng tôi kiểm tra lại đường lối tu hành của mình. Nói chúng tôi không hiểu kinh điển là bảo chúng tôi ôn cố lại kinh điển. Nói chúng tôi bị ngủ âm ha là bảo chúng tôi ý tứ từng lời nói và việc làm. Nói chúng tôi chu nha bại chủng là bảo chúng tôi hạnh lực tu hành để trợ giúp vị chúng hưng Phật pháp làm bồ tát hạnh. Nói chúng tôi khai trừ thầy là bảo chúng tôi gắn bó cùng thầy để thầy trò cùng nhau làm đời chúng sinh. Kính thưa quý vị Phật tử, những lời dạy bảo này vì quân nhân Phật pháp hôm nay đã bị pha trộn đủ loại pháp môn tu hành. Người tu hành thường rơi vào ngũ ám ma mà không hề hay biết, nên thầy chúng tôi ngăn ngừa cảnh giác, nói thẳng về sự tu hành của chúng tôi để chúng tôi coi chừng Phật đạo. Kính thưa quý vị Phật tử, những lời nói này là những lời khuyên và ngọc của thầy đối với chúng tôi. Những lời nói này làm cho chúng tôi luôn luôn vẫn thấy thầy ở một bên mình, dìu dắt chúng tôi từng bước đi, không để cho chúng tôi bị ngã té trên đường tu tập. Lòng thương yêu của thầy chúng tôi không thể lấy trời biển núi non mà sánh được. Kính thưa quý vị Phật tử, tâm nguyện lớn lao hy sinh cả đời mình, cả cuộc đời mình cho Phật pháp, nên thầy chúng tôi thường dạy bảo một người tu chúng là Phật pháp thường còn. Vì thế ngày nay đã biết bao nhiêu người thấm nhìn tâm đức của thầy chúng tôi. Vì không hiểu thầy như vậy nên chúng tôi không ngần ngại nói lên những điều mà chúng tôi đã thấy biết được để giúp thầy chứng hôn thật chắc và để giúp quý vị tu hành không hoài tâm phí cuộc đời. Chúng thưa quý vị Phật tử, con đường tu theo đạo Phật hiện giờ có muôn vàn hẹn. Nếu chọn sai pháp môn tu hành thì uổng phí một đời không có kết quả. Theo sử 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa thì con đường thiền này do từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, qua câu chuyện Nguyên Phong trên núi Linh Thú ngài có viết những từ thì chắc quý vị ai cũng biết rõ. Chúng tôi chẳng cần thuật lại làm gì cho mất thời giờ. Ca viết tổ thứ nhất bên Ấn Độ truyền xuống đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma truyền sang qua Trung Hoa và làm tổ thứ nhất tại đất nước này. Người Trung Hoa đắc thiền này đầu tiên là Thiền Quang, sau này gọi là Nhị Tổ Huệ Tạc. Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo thiền này cho Huệ Tạc qua câu chuyện An Tâm. Chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện để quý vị thưởng thức. Thần Quang
đến tìm Bồ Đề Đạt Ma để mong cầu pháp tu hành. Lúc bây giờ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi nhìn đất đá, nên Hồng Quang đứng đợi chẳng dám động. Mãi đến hôm sau tiếp tụ lắc rối, Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra hỏi: ngươi đến cầu gì mà phải vất vả khổ sở quá vậy? Hồng Quang đáp: con đến cầu pháp. Ta có pháp gì để mưu cầu? Bạch Hòa Thượng: tâm con bất an. Ngươi lấy tâm ta an cho. Hồng Quang đứng lại nhìn quán giúp, chẳng tìm thấy tâm đâu, liền bạch: Bạch Hòa Thượng, tâm ở đâu? Làm sao con mới được? Ta đã an tâm như rồi đó. Hồng Quang liền quỳ xuống đảnh lễ tổ, nhận pháp an tâm. Nghe câu nói mà liền hiểu, gọi là đốn ngộ. Như vậy Hồng Quang đã ngộ pháp an tâm, tức là ngộ Phật tâm, còn gọi là tiên tâm. Qua câu chuyện này, quý vị có hiểu pháp an tâm không? Để chúng tôi so sánh chỗ pháp an tâm và kinh Quân Thủy thì quý vị thấy rõ ràng. Theo Trung Tứ Niệm Xứ Phật đã dạy: vô thường, khổ, không, vô ngã. Chỗ pháp an tâm của Bồ Đề Đạt Ma tương ứng chỗ Phật dạy tâm vốn không. Khi thần quan nhìn lại để tìm kiếm tâm thì tâm không thấy đâu, nhưng khi khởi niệm thì liền có tâm, không niệm thì không tâm. Vậy khi không niệm, tâm quý vị có an không? Vì không niệm thì còn chỗ nào gọi là phiền não bồ đề? Thì còn chỗ nào gọi là tham sân si ái? Thì còn chỗ nào gọi là đau khổ sanh tử? Cho nên Bồ Đề Đạt Ma gọi là an tâm. Vậy pháp môn an tâm của Bồ Đề Đạt Ma có giống pháp môn chẳng nghĩ tiền nghĩ ác, bản lai diễn mục diễn tiền của lục tổ Huệ Năng không? Chúng tôi quý vị Phật tử, khi tâm chẳng nghĩ tiền nghĩ ác thì tâm ở trong trạng thái không niệm. Tâm ở trong trạng thái không niệm là tâm không. Tâm không là tâm không phiền não. Không phiền não là tâm an ổn. Tâm an ổn là an tâm. Như vậy bây giờ quý vị đã hiểu rõ hai pháp giống nhau, không khác nhau, phải không? Chúng tôi xin kể lại câu chuyện Bản Lai Diện Mục để quý vị thưởng thức. Khi Huệ Năng đuổi theo, Huệ Năng để giành y bát lại. Lục tổ Huệ Năng biết chạy không thoát khỏi, nên bỏ y bát bên vệ đường đứng đợi. Khi Huệ Năng đuổi kịp, Huệ Năng bình tĩnh bảo: người đến đây cầu pháp hay cầu y bát? Nếu cầu y bát thì y bát đây thôi, cứ lấy đi. Huệ Minh cúi đầu đảnh lễ phát bạch: con đến cầu pháp, chẳng cầu y, chẳng nghĩ thiện nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh? Huệ Minh đánh lễ tổ, định lãnh pháp bản lai diện mục rồi trở về. Kính thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta đem hai pháp này so sánh với kinh Đại Thừa, vì lúc nãy chúng ta đã đem so sánh với kinh Quân Thủy rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã có câu: tâm vô sở trụ như sanh tùy tâm. Do câu kinh này mà lục tổ Huệ Năng đã kiên tâm. Nghĩa của câu kinh này dạy: bình nên trụ chỗ nào thì tâm chưa hiện tiền. Xin thưa với quý vị Phật tử, tâm chúng ta thường trụ ở ba chỗ:
những chuyện những ác và tâm niệm. Kinh này dạy chúng ta ở chỗ không tụ. Không tụ tức là không niệm. Không niệm tức là tâm vốn không. Tâm vốn không tức là an tâm. An tâm tức là chẳng nghĩ thiện nghĩ ác. Chẳng nghĩ thiện nghĩ ác tức là bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức là Phật tánh. Chỗ vô trụ này còn nhiều tên khác nhau mà chúng ta từng gặp trong các kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Đông Độ. Bây giờ quý vị đã hiểu kinh và lời của Tổ đều phối hợp nhau nên người sao gọi là thiền giáo đồng hành. Thiền Đông Độ chia làm ba giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn đầu thiền. Hai giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn giữa thiền. Ba giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn cuối thiền. Một từ pháp môn an tâm đến pháp môn bản lai diện mục là giai đoạn đầu của thiền tâm độ. Hai từ số đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng đến lâm tế là giai đoạn giữa thiền. Ba từ số đệ tử của lâm tế đến hư dân hòa thượng và la quả thiền sư là giai đoạn cuối thiền. Giai đoạn đầu thiền sư khai ngộ cho đệ tử dễ hiểu dễ ngộ, cho nên lúc bây giờ người theo tu rất đông, nhất là thời kỳ Lục Tổ Huệ Năng, người nghe qua liền ngộ, không cần phải ngoa đầu hàng ốc tìm kiếm. Chúng ta phải nói thiền Đông Độ cực thịnh nhất ở thời điểm này. Như qua thiền đến thời kỳ rõ nở, khi nhận qua pháp này thiền Đông Độ gọi là đốn ngộ. Ngộ xong rồi phải bảo nhậm, còn gọi là tiệm tu, giữ tâm hay chúng sanh độ Phật. Vì vậy mà có từ ngữ đốn ngộ rồi tiệm tu. Tiệm tu nghĩa là tu lần lần. Mục đích của thiền này là nhắm vào Phật tánh. Vì có ngộ được Phật tánh mới thành Phật, nên gọi là tiến tánh thành Phật. Ngộ Phật tánh tức là nhận ra pháp môn tu hành. Nhận ra pháp môn tu hành tức là nhận ra chỗ chẳng nghĩ thiện nghĩ ác. Chỗ chẳng nghĩ thiện nghĩ ác là chỗ không có pháp môn, nên thiền này còn gọi là chẳng có pháp môn nào. Chỗ không có pháp môn nào biết lấy cái gì tu hành. Do đó kinh Kim Cang dạy cách tu độ tác độ chúng sanh mà không thấy mình độ, độ hết chúng sanh thành Phật. Bát Nhã Tâm Kinh dạy đa thời chúa kiến ngũ uẩn giai không. Kinh Lăng Nghiêm dạy phản văn văn tự tánh. Kinh Viên Giác dạy tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Các tổ sư thiền dạy chân câu gọi ông chủ biết rộng liền buông, tham phải đầu, tham công án cởi như tình, vân vân. Thì chúng tôi giải thích cách tu của kinh Kim Cang, dừng hết vọng tưởng là thành Phật. Thiền sư Huệ Hải cũng dạy như vậy. Thiền sư Dược Sơn dạy ngàn thánh cũng chẳng làm, nghĩa là cái biết không cho mất, nhờ cái biết trong cái không niệm thiện niệm ác lâu ngày thuần thục, nên gọi là da mỏng da dày đều đốt sạch. Giữ tâm chẳng niệm thiện niệm ác
còn gọi là chân châu. Vọng tưởng hết thì gọi là hết chân châu. Hết chân châu là thành tựu, cũng như kinh Kim Cang dạy độ hết chúng sanh thì thành Phật. Chúng thưa quý vị, việc làm này không phải dễ, cho nên tổ sư Hoàng Bá đã dạy thoát khỏi cần lao việc chẳng thường, hoặc chẳng phải một phen chuông lạnh buốt ra mai đâu khá dễ hiểu người hơn. Cho nên chân châu và đồ chúng sanh mãi không hết. Thiền sư mới nghĩ ra cách biết rộng liền buông. Thầy chúng tôi triển khai diệu pháp này để hồi phục thiền tâm độ và chấn hưng thiền tâm Việt Nam. Trong thời gian chúng tôi theo thầy tu học tại thiền viện Sơn Khâm, thì chúng tôi dùng pháp an tâm khai ngộ chúng tôi và dạy chúng tôi cách tu biết rộng liền buông. Chúng thưa quý vị, Kinh Đại Thừa và Thiền Tâm Độ dạy cách tu quá đơn giản, nhưng Kinh Đại Thừa và Thiền Tâm Độ không ngờ khi tâm hết vọng tưởng thì tâm không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, chẳng niệm thiền niệm ác, mà lại lặng xuống rơi vào trạng thái ngất tu, nên tâm thật một ngô đồ tranh số 8. Người sâu đều mất, nhưng ở trạng thái hôn tầm thì nên vô ký quan không đều cũng có trạng thái ngất tu. Người sâu đều mất ở chỗ trạng thái hôn tầm thì nên thì các thiền sư đều biết mặt nó. Do đó các ngài lại một phen khổ sở không biết làm cách nào phá được nó. Qua những trang tự thuật của các ngài tu hành, chúng tôi biết các ngài không có cách phá cho đến vô ký quan không. Thì trong phần tự thuật các ngài không có kể đến. Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, từ các pháp tu, từ pháp độ chúng sanh, chân châu, gọi ông chủ và biết rộng liền buông đều không đủ lực dùng niệm thiện niệm ái, thì làm sao phá được hôn tầm tùy nhiên vô ký quan tâm. Nên các ngài phải lấy dùi đánh vào chân, trèo lên cây ngồi thiền, lấy gốc cây tròn làm gối cơ đầu. Những việc làm này chỉ là một trò đùa giúp nâng cầm thì nên không thể hàng phục được nó. Chúng thưa quý vị, chúng tôi xin lưu ý quý vị ở chỗ này. Khi chân tâm độ chúng sanh biết rộng liền buông, các pháp này chỉ dùng được niệm thiện niệm ác thô, còn niệm thiện niệm ác vô tế thì không thể vượt được nó. Nên chúng tôi bảo rằng các pháp môn này không đủ lực. Vì thế quý vị tu hành suốt một thời gian dài 24 năm nay mà chưa hết niệm vô tế, khi gặp nghịch cảnh quý vị nén được tâm nhưng không nén được loạn tưởng, do đó mà chúng tôi bảo rằng quý vị không phá được hôn trầm thì nhiên vô ký. Khi bị hôn trầm nặng và loạn tưởng thì các thiền sư thường gọi ông chủ. Ông chủ là pháp môn tác ý. Pháp môn tác ý có nhiều pháp như gọi ông chủ, sổ tức, niệm Phật, đồ tẩy thoại đầu, đồ tẩy nghi tình, vân vân. Chúng thưa quý vị Phật tử,
muốn chiến thắng được rộng tưởng muôn tầm tùy nhiên, thì chỉ có giới luật của Phật mới hàng phục được nó. Do vậy Phật mới dạy giới sinh định, không thể giữ tâm ức chế tâm mà có được định. Người ta đi tìm định ngoài giới luật thì không bao giờ có định chân chính, chỉ có những định tưởng mà thôi. Định tiếng động 500 cổ xe đò đi ngang qua của Hòa Đạo, định của anh Nhân Hồi tỏa quanh tu thân, định của thiền sư vượt sơn như trồng hoa trong đá, định của tổ Hán Sơn rung chuông gọi dậy, định của một vị thiền sư nhập 1000 năm dùng đồng la đánh sức định, định không vô biên xứ tưởng, định thức vô biên xứ tưởng, định vô sở hữu xứ tưởng, định phi tưởng phi phi tưởng xứ, đều không giải quyết được sanh lão bệnh tử, và cũng không chấm dứt thái sanh luân hồi. Nên Đức Phật đã ném bỏ như ném chiếc dài rách, chỉ có người sao không dám bỏ, nên đem kết loại tâm pháp kinh điển của Phật. Những lời này chúng tôi đã nói thẳng, quý vị đừng tin chúng tôi mà cứ về suy ngẫm kỹ. Sau này còn có thời giờ, chúng tôi sẽ đem so sánh bốn thiền của Phật với thiền của Kinh Đại Thừa và thiền Đông Độ. Nếu quý vị muốn tu theo đạo Phật mà quý vị sợ tu với lực, thì quý vị tu cái gì? Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị rõ. Bây giờ quý vị hãy nhìn cái bồ đề trước cửa chùa, cành lá đang xanh tươi tốt, vì hàng ngày chư tăng bón phân tưới nước chăm sóc rất kỹ, lúc nào cũng không cho cỏ mọc dưới gốc cây. Bắt đầu quý vị hái lá bỏ, tuy hái sạch lá quý vị tưởng không còn lá nữa, nào ngờ trong một thời gian ngắn lá bắt đầu đâm ra rất mạnh. Như vậy biết bao giờ quý vị hái cho hết lá? Lá vì tự nuôi gốc cây mà thôi. Chúng tôi tu giới luật đâu cần dùng giọng giữ tâm, chỉ giữ gìn giới luật đừng cho sai phạm dù một lỗi nhỏ, giữ gìn giới luật đừng cho sai phạm, tức là chúng tôi đã xa lìa dục lạc thế gian. Cũng giống như cây kia không bón phân tưới nước nữa, thì cây phải cằn cỗi trơ cằn tuổi lắm. Còn quý vị cố dừng tâm giữ tâm, không cho niệm thiện niệm ác khởi mà cứ luôn chạy theo dục lạc thế gian, thì cũng giống như cây kia luôn bón phân tưới nước được đầy đủ, thì làm sao quý vị hết vọng tưởng hết mong cầm được? Cho nên người ta thường bảo ham ăn ham ngủ, nghĩa là ăn nhiều phải ngủ nhiều. Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, ăn ngày một bữa, ăn vừa đủ no, không ăn rác ăn thêm thì hôn tầm vọng tưởng chẳng dừng, thì tự nó cũng dừng. Ở đây chỉ ăn một bữa, không ăn uống lặt vặt, vậy mà có người sợ mất sức khỏe, ăn ngày một bữa
mà ăn hôn nhiều hơn một chút, còn bị hôn trầm thì nên tấn công. Muốn là quý vị ăn ngày 2-3 bữa, còn ăn uống thêm lặt vặt. Tôi thử hỏi làm sao quý vị phá hôn trầm thì nên vô ký được. Nên Đức Phật đã dạy ăn ít, ăn vừa đủ, không nên ăn ráng. Kính thưa quý vị, nếu quý vị tu hành mà không dừng được vọng tưởng, cũng không phá được hôn trầm thì nên vô ký, thì lâu ngày quý vị sẽ rơi vào các định vong thân, như định của ngài Giang Hồi, định tâm thập một ngô đầu canh số 8, người trâu điều rên. Kinh Đại Thừa không có cách xuất nhập định, nên chỉ dừng hết vọng tưởng là thành Phật. Ở trạng thái này Kinh Đại Thừa gọi là thường định, đại định, định không xuất không nhập. Thiền Đông Độ cũng vậy, không có định xuất nhập. Còn thập ngục ngô đầu thì có nhập vào định vong thân, người trâu đều rơi. Theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, nhìn cách thức luôn giọng, dừng giọng thì biết cách thức nhập định của họ. Bây giờ chúng tôi so sánh hai thức thiền định của Phật và Tổ để quý vị suy ngẫm. Theo thiền của đạo Phật, muốn hàng phục vọng tâm của mình để nhập sơ thiền thì chúng tôi cần giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống lập ba hạnh, ăn ngủ và độc cư. Do ba hạnh này chúng tôi nghiêm trì được giới luật, bảo vệ được sáu thân, tức là bảo vệ được thân của chúng tôi. Bảo vệ được tâm tức là không cho tâm tiếp duyên bên ngoài, nhờ đó tâm chúng tôi thanh tịnh, không còn bị loạn tưởng hôn trầm nhiều. Chúng tôi thức tỉnh giác, thường thấy cái tâm ham muốn tham dục của mình, nhờ thấy được nó chúng tôi ly được dục, nhờ ly được dục chúng tôi thấy được cuộc sống thoải mái, không bị ràng buộc bởi dục lạc. Tâm thường lặng lẽ rỗng rang, nhưng rất sáng suốt, mọi vật không qua được ý tứ của chúng tôi. Từ đó chúng tôi cảm thấy mình làm chủ được tâm, tâm cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi không làm khổ mình và cũng không làm khổ người. Điều này chúng tôi hiểu rõ về Phật dạy lưu dục sanh hỷ lạc là đúng. Chúng tôi nhập được sơ thiền không có tốn công phu chút nào, chỉ cần sống đúng giới luật là đủ. Chúng tôi quý vị Phật tử, chúng tôi xin lưu ý quý vị chỗ này. Một người muốn nhập sơ thiền không phải là một việc dễ làm. Phải biết tả bỏ tâm ác, phải biết từ bỏ tánh xấu, phải biết từ bỏ bếp xếp nhiều chuyện, phải biết thương yêu mọi người, phải biết tha thứ mọi lỗi lầm của người khác,
phải biết nhẫn nhục, phải biết tùy thường, phải biết bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, phải biết xa lánh xuất dục, phải biết ăn ngày một bữa, phải biết ngủ, phải biết sống độc cư, phải biết tu tập đức hạnh giải thoát. Tóm lại, quý vị phải xa lìa tâm danh lợi và ly tất cả dục lạc thế gian. Có như vậy mới nhập được sơ thiền. Kinh Đại Thừa và Thiền Tông và Thiền Đông Độ dạy phải dụng tâm tu tập hết sức mới độ hết chúng sanh, mới giữ được tâm chẳng nghĩ thiền nghĩ ác. Khi độ hết chúng sanh và chẳng nghĩ thiền nghĩ ác thì mới tương ưng bằng chúng tôi tu giới luật nhập sơ thiền. Cùng một kết quả tu hành giới luật thì gọi là giới sanh định. Kinh Nguyên Thủy gọi là ly dục sanh hỷ lạc nhập sơ thiền. Kinh Đại Thừa gọi là thành Phật. Thiền Đông Độ gọi là bản lai diện mục. Kinh Nguyên Thủy và giới luật được giải thoát do ly dục. Ly dục là lìa tâm ham muốn, nhưng giải thoát được cái ăn, cái ngủ và tất cả lòng ham muốn, nên cuộc sống không còn bon chen khổ sở, phiền não sân hận tham lam si mê ganh tị vân vân. Còn Kinh Đại Thừa và Thiền Tông thì khi dừng hết vọng tưởng thì tâm được tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt ngủ, thậm chí ăn ngày 4-5 bữa cũng chẳng sao, vui chơi ca hát đàn địch hỏa thích sức sanh hại mạng cũng không tồi. Những kết quả này của hai bên xin quý vị suy xét, chúng tôi chẳng có ý kiến gì về cả về nó cả. Chúng tôi quý vị ở đây với lực, ở đây tu tập giới luật mới có việc được tầm, chưa việc được tướng, nên chúng tôi phải tiếp tục nương vào hơi thở tùy chức để việc tướng nhập nhị thiền. Đến đây chúng tôi cũng xin lưu ý nhắc quý vị, khi nào quý vị hết vọng tưởng mới tu hết tùy chức, còn nếu vọng tưởng chưa hết mà vội tùy chức, mà vội tu hết tùy chức, thì quý vị tu hành hoài tâm vô ích, mà còn làm điểm tựa cho hôn trầm thì nguyên vô ký tấn công, chớ chẳng ích lợi gì cho con đường tu hành của quý vị, mà về sau còn tai hại rất lớn cho quý vị. Khi chúng tôi tu giới luật ly dục diệt hành tương ưng với căn thứ bảy trong thập một ngũ đồ thiền tâm, tu quên con người, chỗ này tương ưng với Kinh Đại Thừa độ hết chúng sanh thành Phật. Khi chúng tôi diệt tầm tứ nhập nhị thiền, chỗ này tương ưng với bức tranh thứ 8 trong thập một ngũ đồ, người trâu đều rên. Chúng tôi biết rất rõ ràng, diệt tâm là tâm không, diệt tối là tâm không. Xin lưu ý quý vị, khi chúng tôi diệt tâm tối thì chúng tôi không mất. Chúng tôi đang ở trong một trạng thái hỷ lạc,
do sức định của nhị thiền sinh ra. Trong thập một ngô đầu, trong tám người châu đều quên, không có nghĩ lạc nên mất tiêu, đó là trạng thái văn thân, còn gọi là định tưởng vô xác định. Người nhập định tưởng còn mộng nghĩ kim bao, như thiền sư Hoàng Bá, Thám Sơn, Trí Tại đại sư, như Ngô Vân Hòa Thượng, vân vân. Hầu hết phải nói rằng các thiền sư Đông Độ đều còn nằm kim bao, tức là còn tưởng dục. Xưa Đức Thế Tôn đã nhập được các luận tưởng, và nhập đến định cao nhất của tưởng là phi tưởng, phi phi tưởng chú định. Khi nhập xong, Đức Phật xem xét lại thấy không có lợi ích thiết thực giải quyết cái khổ của đời người, nên Đức Phật ném bỏ. Mặc dù ân thầy dạy Đức Phật tu pháp môn này rất tha thiết yêu cầu Phật ở lại chia nửa tòa, nhưng Đức Phật từ trước ra đi tìm chân lý. Chỗ này thiền Đông Độ và nhị thiền của Phật không thể tương ưng nhau được, cũng như Trung Đại Thừa không thể tương ưng với sơ thiền được, vì sơ thiền nhờ tu giới lực, ly dục, tâm an ổn thân tình, thường tấm không lặng lẽ, nhưng rất tỉnh giác, sáng suốt và ý tứ làm chủ cuộc sống, nên không bị, nên tâm không bị chướng ngại, phiền não đau khổ, quân tự, hôn thua, vân vân. Còn Kinh Đại Thừa khi độ hết chúng sanh thì tâm như bất động, giống như một vị thiền sư nào đó cứ ôm ấp chủ như trên đầu, nhân quan xong quên mặc quần áo. Cũng như trong cuốn Quốc Nhạc Sát Đá có thuật lại một vị thiền sinh, khi sư phụ khai lấy cái thùng thì mang cái gỗ, thường sư trả từ cho là đệ tử của mình đắc đạo vô phân biệt. Kính thưa quý vị, chỗ vô phân biệt này không phải là chỗ vô tâm, vì cái biết vẫn còn nhưng không có phân biệt. Ở đây Kinh Đại Thừa và thiền Đông Độ chấp nhận chỗ này là tu xong, còn thập một ngô đồ cho tu đến chỗ này chưa xong, nhưng còn tiến tu đến căn tám, căn chín và căn mười. Kính thưa quý vị, đến đây quý vị tự suy ngẫm sự chứng đạt này, chúng tôi không có ý kiến gì. Kính thưa quý vị Phật tử, người châu đều quên, mà thập một ngô đồ thiền tâm không xác định, tu ở mức độ nào mới đúng là căn tu tâm? Mọi trạng thái lặng, hôn cầm, thì nguyên, vô trí, quan không đều có trạng thái người sâu đều chết. Chỗ này xin quý vị về suy ngẫm lại, khi nào bí quá thì quý vị về hỏi các vị thiền sư Đông Độ. Kinh Đại Thừa và thiền Đông Độ chấp nhận độ hết chúng sanh và chẳng nghĩ thiện nghĩ ác thì thành Phật. Vậy thành Phật rồi còn phải tu nữa hay không? Khi độ hết chúng sanh có làm chủ được thân tâm và chấm dứt ái sanh luân hồi chưa? Và cách thức làm chủ bằng cách nào? Đây chúng tôi nhường lời lại cho Tổ Bích Trượng trả lời quý vị. Tổ Bích Trượng dạy chẳng mũi nhân quả. Ở đây quý vị phải hiểu câu nói này: đau là phải chịu đau, chết là phải chịu chết, chứ không thể nào làm chủ được nó. Chỉ chẳng mê muội trước nó là đủ. Chúng tôi xin lặp lại câu
nói này để cho quý vị dễ hiểu hơn. Nghĩa là quý vị chẳng sợ hãi trước cơn đau, trước cái chết, trước cái tai nạn khổ sở là đủ. Nghĩa là đừng sợ hãi, vì quý vị thấy nó là quỷ giả không thật, là không. Mọi vật, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc xảy ra đều là không thật, đều là quỷ giả. Thì do cái sự hiểu biết như vậy thì quý vị sẽ không có, không sợ hãi, không có khổ tâm, không có đau khổ. Vì thế nhị tổ Pháp La bệnh đau vô thường, tổ Bách Trượng mượn thuyết linh mệnh để chứng minh thiền tâm không làm chủ nhân quả. Câu chuyện Bách Trượng giả hồ, chúng tôi xin lưu ý quý vị, tổ Bách Trượng mượn thuyết linh mệnh chứ không phải là thuyết nhân quả. Thuyết nhân quả không có phải như vậy, nghĩa là không có hiểu như vậy được. Đây là thuyết linh mệnh. Còn đạo Phật thì chuyển nhân quả và làm chủ nhân quả. Ví dụ từng hai đứa bé đau nhức răng ôm khóc, một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo. Đứa bé con nhà giàu được cha mẹ đưa đến nha sĩ chữa trị hoặc nhổ chức răng hư. Đứa bé này không còn đau nhức, chạy trôi vui cười. Còn đứa bé cha mẹ nghèo, không có tiền đi nha sĩ nên phải chịu đau nhức khóc mãi suốt ngày này sang ngày khác. Đúng thưa quý vị, người giàu có là do phước báo hữu lậu, bước bố thí cúng dường mà còn chuyển nghiệp nhân quả được. Vốn là chúng ta tu pháp môn giải thoát vô lậu thì phước báo vô lậu không thể nghĩ được. Vô muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, không có luật định mệnh hay luật nhân quả nào cấm cản được chúng ta. Chúng tôi quý vị xin lưu ý quý vị chỗ này. Trước nãy tổ Bích Tượng dùng thuyết định mệnh, còn qua câu chuyện chúng tôi vừa kể hai đứa bé là thuyết nhân quả. Mà thuyết nhân quả thì làm chủ được và di chuyển được nó, còn quyết định mệnh thì không thể được, không thay đổi được. Cho nên dù có làm thật thì cũng không làm chủ được, làm chủ được cái nhân quả đó. Thì quý vị ở đây phải hiểu như vậy để phân biệt được cái luật nhân quả và cái luật định mệnh, hai cái quyết định mệnh và quyết nhân quả khác nhau chứ không giống nhau, nhưng nó chỉ giống nhau ở hành động nhân quả mà thôi. Còn cái sự cố định đó là quyết định mệnh, mà cái sự thay đổi là quyết định mệnh, có khác nhau quyết định. Bây giờ quý vị đã hiểu. Ví dụ Đức Phật, ông Xá Lợi Phất, ông La Hầu La tự tại nhập niết bàn, vân vân. Bởi vậy người tu theo đạo Phật nhập đến tứ thiền, đã làm đã khổ đã tâm thanh tịnh thì không còn nghiệp đau nghiệp chết tác dụng được. Vì thọ đã được triệt tu trong định tứ thiền, như vậy mới gọi là làm chủ sanh tử. Làm chủ sanh tử là làm chủ nghiệp, làm chủ nghiệp là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh. Xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh là xả thọ, xả thọ tức là đoạn ái. Đoạn ái tức là chấm dứt tái sanh luân hồi. Vì có thọ mới có ái, cho nên khi hết thọ thì ái phải đoạn. Ở đây quý vị hiểu rõ. Kính thưa quý vị, đến đây quý vị đã biết tứ thiền là một pháp môn rất quan trọng của đạo Phật. Phật dạy 37 phẩm trợ đạo đều trợ giúp cho pháp môn này để quý vị thành tựu sự giải thoát cá nhân của quý vị, ra khỏi cuộc đời, ra khỏi thân đau khổ. Chúng tôi xin quý vị lưu ý chỗ này thêm. Thọ là thân chết của nghiệp, của ái. Chúng ta tự hỏi nghiệp để làm gì, nghiệp để cho ai? Xin trả lời để cho họ. Ái để làm gì, ái để cho ai? Xin trả lời để cho họ. Vậy chúng ta tu
hành, dùng tứ thiền xả thọ thì nghiệp giải còn tác dụng vào đâu? Cho nên gọi là diệt nghiệp đoạn ái. Diệt nghiệp là làm chủ thân tâm, đoạn ái là chấm dứt tái sanh luân hồi. Con đường của đạo Phật dạy chúng ta tu hành quá rõ ràng, không giống như thiền Đông Độ và kinh Đại Thừa. Cũng thưa quý vị, chúng tôi xin chép ra đây một đoạn thân truyền lệnh của Đại Đức Chư Tư. Thấy tâm không thật thì thân dứt, quên đâu tranh bại dâm mưu tồn nhân. Thấy người không thật thì người quên nhốt, tranh tán dâm mưu câu dâm. Bước cái tâm là tâm, không tâm thấy là hiểu suốt đạo. Truyền lệnh tập lượng trang 616. Nghe qua những lời dạy này, quý vị có biết cách tu hay không? Hay chỉ cần thấy tâm không thật, người không thật là vọng tưởng hết, là chẳng nghĩ thiện nghĩ ác? Nói được không làm được, tu hành không thật nhất. Người và trâu đều quên thì tự lòng đất lẫn mẳng gọt lên mặt trời tuệ, tượng trưng bằng cái vòng tròn duyên giác canh tám. Đó là tâm vô tâm, quyền lực tập tượng đang sáu trăm mười sáu trăm mười sáu. Chúng thưa quý vị Phật tử, đến canh tám học một nhu đồ xác lệnh người trâu đều quên, điều quên mất mới cho đó là tâm vô tâm. Còn kinh Đại Thừa và thiền Đông Độ sâu mất chân còn nên gọi là vô phân biệt. Qua sông quên mặc quần áo, sai lấy cái thùng mang cái rổ, chỗ này không phải là vô tâm. Ở chỗ thật một vô đồ tâm tám mới là chỗ âm vô tâm, chỗ này mới gọi là năng sở không còn. Thì chúng tôi dạy năng sở không còn tức là vô tâm hay là căn số 8. Thập lục ngũ đồ cho chỗ vô tâm là chưa kết quả viên mãn, nên bảo vô tâm còn cách một lớp làm. Vì thế phải tiếp tục tu hành xuống tới căn 9, căn 10. Cũng thưa quý vị, cái vòng tròn tượng trưng cho trí tuệ từ trong lòng đất người sâu đều quên sinh ra. Thập một ngũ đồ thiền tâm không xác định được người sâu đều quên ở mức độ nào mà trí tuệ phát sáng lên. Hôn cầm thì nhiên vô trí quan tâm cũng có trạng thái người sâu đều quên, rồi cũng từ trong đó có trí tuệ phát sáng, cũng ngộ những công án, cũng thâm xét lý luận thiền tâm và các kinh Đại Thừa. Những trí tuệ phát sáng này chúng tôi thường gọi là tưởng tuệ. Tưởng tuệ là do từ trong định tưởng phát ra. Tùy theo ở mức độ nhập định tưởng lâu mau sâu cạn, và do đó có sự hiểu biết thấp cao. Tưởng tuệ là tướng tưởng tượng suy nghĩ, nghĩa lý trong các kinh sách Đại Thừa, thiền Đông Độ, chớ không có kinh nghiệm tu hành như kinh thật, như kinh Nguyên Thủ. Câu chẳng nghĩ thiện nghĩ ác, độ hết chúng sanh thành Phật. Thấy tâm không thật thì tâm dứt, thấy người không thật thì người quên. Những câu nói này là tưởng tệ, không tu hành gì được. Bằng chứng kinh sách của người mà người tu chẳng ra gì, nghe thì đủ lý mà thực hành thì không vô. Bởi vậy có hàng trăm hàng ngàn người theo tu với Mã Tổ, mà người ngộ đạo, ngộ được tâm ngồi đạo tràng tu hành chỉ có 84 người, nhưng đến khi thành tựu chỉ có 2-3 người, tức là những người nhập được định. Trong đó có thiền sư Diệu Sơn. Phải nói thiền Đông Độ có nhiều đạo tràng, chỉ có đạo tràng của Mã Tổ là số người tu đông nhất. Kính thưa quý vị,
giai đoạn đầu thường người gõ thì đâm, mà tư thành tụ thì quá ít. Không giống như câu nói kiến tánh thành Phật, biết bao nhiêu người đã thấy chỗ không nghĩ thiền nghĩ hát mà có làm Phật được đâu, mà có thành Phật chỗ nào. Do sự tu không được, các thiền sư đã thay đổi cách khai ngộ và cách tu. Bắt đầu họ dùng những công án rất rối hơn, hoặc đánh, hoặc la, hoặc hét để hạn chế đường ngộ. Đó là giai đoạn giữa thiền. Bắt đầu từ các đệ tử của lục tổ Huệ Năng đến năm tế. Về cách tu tập, họ cũng còn giữ lại cách tu cũ, nhưng có thêm nhiều thứ thiền như thiền lục địa pháp môn, sổ từ chỉ quán hoàn tịnh, thiền hơi thở, không khí chuyển tích và pháp môn tịnh độ. Thiền lục địa pháp môn do Tứ Khải Đại Sư sản sinh, thiền hơi thở, không khí chuyển tích do một vị thiền sư mà chúng tôi không nhớ tên. Pháp môn tịnh độ do thiền sư Huệ Viễn lập Liên Trì Sư Xã và chế giải kinh tịnh độ. Thiền sư Dương Thọ Vĩnh Linh 8 tháng siêng minh pháp môn này. Khi con đường thiền đâm độ tu không có kết quả, người ta mới sinh ra nhiều pháp môn như vậy. Nhưng mỗi pháp môn được sinh ra chỉ sống có một thời với người cha đẻ của nó rồi cũng chết. Vì thiếu kinh nghiệm do trí tưởng tượng tạo ra nên tu không có kết quả. Pháp môn tịnh độ còn sống đến ngày nay là nhờ một nhóm thiền sư khéo léo biến pháp môn tịnh độ làm cho nương tựa tinh thần, như cầu an, cầu siêu và niềm hy vọng người chết được sinh về cực lạc, người sống tư chưa đạt được nhất tâm sau khi chết cũng được sinh về cực lạc tiếp tục tu hành. Người ta dựa vào 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà mà nuôi hy vọng, như câu kinh, như trong Sám Từ Dân có câu: tưởng nam tính nữ các người, chúng thành tưởng Phật những người tiến ra. Ta không biết ở nước ta, thể không làm Phật chắc là không sai. Nhưng đây chỉ là một thứ hy vọng ảo tưởng mà thôi. Chúng thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng tôi đang so sánh kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa, thường Đăng Đồ với Thập Mục Như Đồ. Chúng tôi xin nhắc lại, kinh Đại Thừa và thường Đăng Đồ chấp nhận khi hết vọng tưởng là thành Phật, độ hết chúng sanh thành Phật, chẳng nghĩ thiện nghĩ ác bản lai diện mục, diện tường hay kiến tánh thành Phật. Chỗ này kinh Đại Thừa thường Đăng Đồ chủ tương ưng với Thập Mục Như Đồ ở tăng số 7 Ngô Văn Tồn Nhân. Thì chúng tôi dạy câu mất người chăng phải còn. Chỗ này thì chúng tôi cũng chỉ tương ưng với tăng bãi, với kinh Đại Thừa, với thiền Đăng Đồ, nhưng không thể tương ưng với Thập Mục Như Đồ trong 8 được. Kinh Đại Thừa và thiền Đăng Đồ tu đến chỗ này được xem là thành Phật. Phật là đại giác, giác là trí tuệ. Ngược lại, Thập Mục Như Đồ cho chỗ tu này chưa xong nên phải tiếp tục tiến tới tranh tám nhân ngư câu dâm.
người sau đều mất, người sau đều quên. Kinh Đại Thừa thường năm độ không có, nhưng kinh Dương Thủy thì tương ứng với thập một mưu đồ ở kinh 8, nhưng lại khác. Khi người sau đều quên thì thập một mưu đồ mất tư rồi phát ra trí tuệ. Còn kinh Dương Thủy thì ở trong trạng thái hỷ lạc do định nhị thiền sanh, như chúng tôi đã nói ở trên. Khi trí tuệ hiện ra thì hành giả thấy mình và bản ngữ là một, nên thiền sư thường lão dạy phối thức dùng qua tu vài vật mạch văn minh vượt lộ toàn chân vượt tức nước hoa hoàng đâu cảnh hoại tăng tâm mây bạc biển toàn chân. Thấy mọi vật là mình, mình là mọi vật, là tăng số chính thẳng bổ hoàng vương tăng thập một nhu đầu. Tu đến chỗ này sau một năm nhập thất, thầy chúng tôi tuyên bố trước tăng ni và phật tử thầy đã về đến nhà tăng số chính phản bổ hoàng vương. Sau khi ra thất, thầy chúng tôi cho sơ xuất thiền viện Tức Lâm phát huy thiền tông Việt Nam để tăng ni và phật tử có chỗ tu hành chân chính. Đó là thầy chúng tôi đang ở trên mười thẩm tay vào chợ. Chúng thưa quý vị phật tử, thầy chúng tôi vừa dẫn dắt tăng ni và phật tử và còn phải tự tu cho mình. Thế là đến hôm nay thầy chúng tôi đã đi suốt quãng đường học một nhu đồ thiền tâm. Chúng thưa quý vị, như vậy xét qua cách thức tu hành để đến kết quả thì kinh Đại Thừa thiền đâm độ giống nhau, còn thập một nhu đồ thì không giống kinh Đại Thừa và thiền đâm độ. Kinh Dương Thủy không giống kinh Đại Thừa thiền tâm và thập một nhu đồ. Cho nên pháp môn của Đức Phật hiện giờ chúng ta đừng hiểu là phương tiện di chuyển, mà phải hiểu mỗi pháp môn là một con đường đi. Mỗi con đường đi nó sẽ dẫn chúng ta đến một ngôi vương của nó. Chúng thưa quý vị Phật tử, đến đây quý vị cần suy ngẫm kỹ. Quý vị đừng hiểu tâm sanh điều về biển cả, đem pháp môn tu hành của Đức Phật mà ví dụ như vậy là sai. Vì mọi pháp môn tu hành không phải là những môn học được xếp loại cấp cao để nối tiếp nhau theo lớp lan. Mỗi pháp môn có cấp cao tự nó. Cho nên chúng ta tu đúng thì đúng ngay từ lúc đầu, mà đã tu sai thì cũng tu sai từ lúc đầu. Nếu đường đi về thành phố Hồ Chí Minh thì phải về thành phố. Nếu đường đi về Tây Ninh thì phải về Tây Ninh, không thể đi Tây Ninh mà về phố được. Ngược lại cũng vậy. Chúng thưa quý vị Phật tử, căn thập một nhu đồ thiền tâm do các thiền sư sau này tưởng giải sinh ra qua kinh nghiệm tu hành của mình, nên đã đi khá xa hơn kinh Đại Thừa và thiền tâm độ. Nhưng các thiền sư vẫn chấp nhận cho đó là kết quả của thiền tâm. Vậy chúng tôi xin quý vị suy ngẫm, riêng chúng tôi chẳng có ý kiến gì hết. Kính thưa quý vị Phật tử, bây giờ đến giai đoạn cuối thiền, cách hai ngộ vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng đánh la và hét thì các thiền sư giảm bớt, cách tư thì hoàn toàn thay đổi hẳn. Họ không còn tư chăn trâu gọi ân chủ hay vút vọng liền luôn nữa, mà tham thoại đầu hoặc tham công án khởi nghi tình. Các ngài cố ôm chặt khối nghi, dùng sức mạnh của khối nghi để tập trung tư tưởng, hầu để ức chế vọng tưởng cho bằng được.
diễn lừa ức chế tâm quá mạnh này, khiến cho các tiền xu càng nén tâm nhiều, và sự nén tâm nhiều này khiến cho các ngài nổi lên những cơn sân quá dữ dội, những hành động và lời nói rất thô lỗ và hung ác. Khi các ngài đối xử với các đệ tử cũng như các Phật tử, như các thiền sư Lâm Tế, Mục Châu, Đạo Ngô, La Quả thiền sư, vân vân, mặc dù các thiền sư cố dùng khối nghi mong đè bẹp được vọng tưởng để đạt được định, nhưng sự thành tựu này cũng chẳng được gì, vì chính họ đã đi xa lần giới luật và lúc hẳn giải thoát của đạo Phật, nên càng ngày họ tu hành không có kết quả. Trong cuối thế kỷ thứ 20 này, Thiền Tông đã chết tại đất nước Trung Quốc, thì chúng tôi đã đi qua đó tham quan để tìm xem có vị thiền sư nào hay không. Những điều đó thì chúng tôi không gặp, bởi thiền Đông Độ không tu giới luật, nên thiền sư Bạch Vân Nhật Bản đã hướng dẫn tu thiền và khai ngộ cho người Tây Phương rất đông. Họ đã được thiền sư khai ngộ và đã tu hành chứng ngộ được đạo thiền. Vậy mà họ kết hôn nhau làm thành vợ chồng trong tập 3 tử thiền của Philip Castro do ông Đỗ được đồng dịch. Thiền sư Vua Tư vẫn có những tác phẩm thiền danh tiếng trong thế kỷ 20 này. Vậy mà ngài còn có một người vợ nữ, thì thử hỏi tu thiền như vậy làm sao thoát khổ, chấm dứt tái sanh luân hồi được? Nhưng có người bào chữa cho thiền sư, vì thiền sư có người vợ nghĩ để cùng nhau hợp tác mà viết ra những tác phẩm thiền bằng ngoại ngữ. Lời bào chữa này nếu chúng tôi nghĩ không đúng, vì đối với thiền sư GPT vẫn có những người bạn trai rất tâm đầu ý hợp, qua việc làm của ông là muốn phổ biến thiền sang Tây Phương, thì hầu hết những người bạn trai này cũng sẵn sàng giúp ông. Như vậy đó là một lý luận che đậy những sự phản đối của đạo Phật. Bởi vậy nguyên nhân đau khổ là do ái dục. Cớ sao người ta lại nuôi ái dục mà gọi là chứng ngộ thiền giải thoát? Ái dục còn làm sao hết khổ? Ái dục còn làm sao chấm dứt sanh lão bệnh tử được? Hiện giờ thì chúng tôi phục hồi giai đoạn đầu thiền Đông Độ, Hòa Thượng Duy Lực phục hồi giai đoạn cuối thiền Đông Độ. Hòa Thượng Duy Lực luôn luôn kích bác thầy chúng tôi, đệ tử của họ đem cuốn thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 mổ xẻ, đánh bác thầy chúng tôi. Tôi nghĩ cũng buồn cười, một con rắn độc lấy cái đuôi chửi cái đầu. Kính thưa quý vị Phật tử, những người đang tu thiền Đông Độ hiện giờ căng thẳng chờ đợi chén rơi bát đổ, mèo kêu chó sủa, hoa rơi lá rụng để chứng ngộ đạo thiền. Chúng tôi không biết nghĩ như thế nào mà các thiền sinh đang ở trong cảnh phải chờ đợi như thế này. Quý vị cứ suy ngẫm. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói ở trên,
thiền sư Bất Trường đã xác định thiền Lâm Độ không làm chủ sinh tử được, chỉ dùng những danh từ qua Mỹ và những câu chuyện huyền thoại về sự làm chủ sinh tử để giới được người sao. Thiền sư Thường Chiếu cũng xác định rõ ràng để chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Mộc Môn Thiền sư Thần Nghi hỏi Thiền sư Thường Chiếu: Bạch Hòa Thượng, Khư Hòa Thượng tâm tưởng như thế nào? Thiền sư Thường Chiếu bảo: Ta chết như người thường. Thiền sư Thần Nghi ngạc nhiên hỏi: Như vậy Bồ Đề Đạt Ma là sao? Thiền sư Thường Chiếu đáp: Đó là bọn đại liệt, một con chó sữa, một bầy chó sữa heo. Chúng thưa quý vị, Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ sư thiền thứ nhất của thiền Tâm Độ. Ngài tượng trưng cho thiền Tâm Độ, cho nên hai thầy trò Thần Nghi ở đây không phải nói về cá nhân của Bồ Đề Đạt Ma, mà nói thẳng về thiền Tâm Độ. Như chúng ta đã biết, thiền sư Bất Trượng là một vị đại thiền sư có danh tiếng nhất Trung Quốc. Ngài có bộ Thanh Nghi Bất Trượng thì đủ biết ngài là một người có sự điều khiển chỉ huy một thiền đường lớn không phải nhỏ của Trung Quốc, mà ngài còn xác định con đường thiền tâm như vậy thì chuyện cha con ông bàn luận, ông bàn lên luận chỉ là một quyền, một câu chuyện huyền thoại mà thôi. Ở Việt Nam, thiền sư Thường Chiếu là một danh tăng có nhiều uy tín trong đường thiền Tâm Độ. Nếu mà ngài đã thành thật xác định với chúng ta như vậy, thiền Thích Lâm Yên Tử truyền đến tổ Huyền Quang là mất. Mặc dù sau này có nhiều người muốn phục hồi lại nó nhưng không thành tựu, chỉ vì họ chết xuống trong giới đều thường Thức Lâm tổ Pháp Loa trước khi tịch đau rên hừ hừ. Tổ Huyền Quang hỏi: Sao Hòa Thượng lại rên? Pháp Loa trả lời: Gió thổi qua thưa thức và tống cho Huyền Quang một đàn. Ở đây quý vị tự suy ngẫm, gió thổi qua khe tức có thọ hay không? Do có thọ Pháp Loa mới rên, nếu không thọ làm gì có rên? Tổ Huyền Quang đã chứng kiến cái chết của tổ Pháp Loa, cũng như chúng ta đã chứng kiến cái chết của Hòa Thượng Thượng Hoa, Hòa Thượng Thượng Hòa, Hòa Thượng Vệ Hưng, Bổ Vệ Thiền Tăng và còn biết bao nhiêu vị chân tức khác nữa. Từ đó tổ Huyền Quang mới đem mặt tâm vào con đường thiền này, làm thơ dịnh qua bướm khiến cho nhà vua và ông Mạc Lĩnh Chu phải nghi ngờ, mới dùng nàng thử bích thử tổ. Kính thưa quý vị Phật tử, để so sánh hai thứ định, định của đạo Phật và định tưởng của ngoại đạo, một định trời xét trong vực mình, định của Đức Phật; hai, định tiến động 500 cổ xe bò đi ngang qua, định của ngoại đạo. Ở đây chúng ta không phải so sánh hai tiến động lớn nhỏ, mà so sánh ở trạng thái vực mình và ở mục đích giải thoát của định. Trời xét không vực mình,
dù quý vị có đánh bể đồng la thì cũng không xuất định. Trời xét không vượt mình, tức là định đã xả thọ. Xả thọ tức là diệt ái, như chúng tôi đã nói ở trên. Diệt ái tức là tứ thiền. Tứ thiền là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh tức là xả thọ, hay làm chủ thọ, nên không còn giật mình. Thiền định tưởng, dù định cao nhất của nó cũng còn giật mình. Vì thế tiếng đồng la, tiếng chuông lắc dẫn đánh thức họ trong khu nhập định. Thiền sư Hám Sơn lắc chuông tỉnh lại. Thiền sư nhập 1000 năm dùng đồng la đánh xuất định, đều là định chưa xả thọ, nên chưa làm chủ thanh tâm và chưa chấm dứt tái sanh luân hồi. Còn nhiều các thiền sư nhập vào đỉnh này đều còn tưởng dục. Chúng tôi xin lưu ý quý vị một lần nữa, còn tưởng dục tức là còn mộng mị kim bao. Kính thưa quý vị Phật tử, thiền định nào để lại nhục thân được? Thiền định nào cũng để lại nhục thân được. Từ những người chưa nhập định, để lại nhục thân không phải mục đích của đạo Phật, nên Đức Phật và các đệ tử của Ngài không có để lại. Vì để lại nhục thân còn có mục đích cầu danh trong đó. Kính thưa quý vị, những điều chúng tôi đã phân giải ra đây là những điều mà chúng tôi đã trực tiếp trong cuộc đời tu hành của chúng tôi. Chúng tôi đã thấu suốt rất rõ ràng từ đời sống tu sĩ, cư sĩ và đến các pháp môn như thế nào đúng, như thế nào sai. Chúng tôi nói ra đây là để thầy chúng tôi và cũng như quý vị tăng ni Phật tử hiểu rõ Phật pháp, để trở về đúng với con đường tu hành của đạo Phật. Chúng tôi không có ý xấu xa bài bác mọi con đường, mọi pháp môn tu hành của quý thầy, của thầy chúng tôi. Chúng tôi nói ra những điều này là vì chúng tôi rất hiểu rõ ràng mọi pháp môn, mọi con đường tu hành, từ thiền đăng độ đến kinh đại thừa, mà chúng tôi cứ ngồi nhìn quý vị tu hành ngày tháng qua mau, sinh tử gần kề, chúng tôi không thể chịu được nữa. Phải nói dù chúng tôi có tan xương nát thịt, nói dù chúng tôi có như thế nào, chúng tôi cũng đành thân chịu. Nói để thầy chúng tôi chứng hưng thiền tông Việt Nam, làm sáng tỏ thiền tông Việt Nam và thiền tông Việt Nam sẽ trở lời thuyết thực cho loài người nói chung, cho dân tộc, cho dân tộc Việt Nam nói riêng, và truyền cho sống mãi muôn đời của con người trên thế gian này. Kính thưa quý vị Phật tử, khi chúng tôi đã nói ra những điều này thì quý vị khó mà còn gặp được chúng tôi nữa. Tại sao? Chúng tôi nói ra vì Phật pháp, vì sự tồn vong của Phật pháp, chứ không phải nói ra vì danh, vì lợi, vì tranh hơn thua cao thấp với quý thầy, với thầy chúng tôi. Chúng tôi đã xả bỏ hết danh lợi của cuộc đời, cho nên chúng tôi chẳng màng quý vị biết đến chúng tôi làm gì. Chúng tôi sẽ ẩn bóng,
để thầy chúng tôi và quân đệ của chúng tôi hướng dẫn quý vị trên đường tu hành của đạo Phật. Tu viện chân nhân, chúng tôi sẽ trao lại cho cô Út Diệu Hoa. Khi cô nhập tâm tứ thiền, cô sẽ đứng ra điều thiện và hướng dẫn các cháu con của những người cư sĩ quyết tâm theo cô tu hành. Tu viện này sẽ trở thành tu viện nữ cư sĩ. Thì lúc bây giờ chúng tôi không còn ở lại đây nữa. Kính thưa quý vị Phật tử, tại sao chúng tôi lại phải ẩn bóng bỏ các vị mà đi? Xin thưa từng quý vị, có hai điều kiện. Một, quý vị sẽ hiểu lầm chúng tôi, đem kinh nghiệm tu hành của mình đã đạt được ra tâm thông thua với quý thầy, với thầy chúng tôi. Hai, chúng tôi không muốn manh mún Phật pháp thành nhiều đoàn thể, nhiều tông phái khác nhau để làm tan nát ngôi nhà Phật giáo. Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ muốn những kinh nghiệm của chúng tôi được trao lại cho một vị thầy có đức độ, có uy tín với quý vị, để thầy để vị thầy ấy xây dựng lại ngôi nhà chánh pháp của đạo Phật. Những kinh nghiệm tu hành của chúng tôi chỉ là những viên gạch để chúng ta là những người con Phật xây dựng lại tòa nhà Phật giáo mà từ lâu đã vô tình chúng ta bị ảnh hưởng mọi chiều hướng, đã khiến tòa nhà Phật giáo sụp đổ tan tành. Đến đây chúng tôi xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, gửi lời thăm và chúc cả gia đình của quý vị thân tâm thường vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con đã đủ như vậy, chúng bán nhiều lời mới được nghe những lời giảng dạy quý báu của thầy. Chúng con nguyện xin ghi chép lại những lời dạy này suốt đời và cố gắng ở sau những gì mà thầy đã nhắc nhở chúng con. Chúng bạch thầy, chúng con thành tâm hướng xin đảnh lễ và ngưỡng mộ thầy cho các chúng con được những bài giảng này giúp đỡ tất cả các môn và Phật tử chúng con được tâm học theo đó và lấy đó răng nhắc chúng con đang được tâm học. Muốn xin thầy mở rộng lòng từ bên may mắn thương xót chúng con có khả nhận lời để tâm chúng con được lợi ích trên đường tu học. Và kính xin thầy cho những bài giảng hôm nay mấy trăm gì cuối cùng chúng tôi không biết làm gì hơn để tổ hợp chân âm dạy bảo của thầy. Xin thầy cầm ban lại nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, bài nói chuyện hôm nay được lấy tên là Phật Môn Bảo Huấn hay Trở Về Đạo Phật. Thì ý Phật tử muốn chọn tên nào cũng được. Còn việc in bài giảng này hay thu vào băng thì quý vị phải chờ đợi, chúng tôi sẽ gửi bài này về cho thầy chúng tôi. Khi nào thầy chúng tôi đồng ý thì chúng tôi chấp nhận cho quý vị in hoặc thu băng. Bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi đứng lên chắp tay
mặt hướng về tượng Phật, chúng thẳng chào nhau tạm biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.